Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 4 mùa thường niên 5B. Để hiểu rõ hơn về sứ điệp lời Chúa hôm nay, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lại trích đoạn tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ, đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền." Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy là trong các tuần đầu tiên của mùa thường niên, tin mừng Marco giới thiệu với chúng ta về Chúa Giêsu. Lúc đầu thì Chúa Giêsu lặng lẽ xếp hàng để xin Gioan làm phép rửa, và Gioan giới thiệu Chúa Giêsu với dân chúng: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Rồi tuần vừa rồi đây, chúng ta lại được nghe Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng về nước trời, kêu gọi mọi người sám hối, và Ngài chọn gọi các môn đệ đầu tiên để cộng tác với Ngài, để chung tay với Ngài trong chương trình sứ mạng mà Ngài được giao phó. Đến hôm nay, lần đầu tiên Chúa Giêsu bước vào hội đường Do Thái một cách công khai để Ngài thực hiện sứ vụ giảng dạy của mình. Thưa với quý ông bà anh chị em, chúng ta qua giáo hội, qua gia đình cha mẹ, qua giáo lý và nhất là qua mặc khải, chúng ta đã được biết Chúa Giêsu. Và cái điều tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em là Gioan giới thiệu Chúa Giêsu, nhiều người theo Ngài ngay. Và khi Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ, trong hội đường, người ta trầm trồ thán phục và người ta theo Chúa Giêsu. Còn chúng ta đây là những người đang theo Chúa Giêsu Kitô, nhờ giáo lý, nhờ cha mẹ, nhờ giáo huấn của giáo hội và nhất là nhờ mặc khải, chúng ta đã biết được Chúa Giêsu. Nhưng mà cái tâm tình của chúng ta và thái độ của chúng ta như thế nào đối với thầy Giêsu chí thánh của mình? Dân Do Thái ngày xưa họ trầm trồ ngạc nhiên về Chúa Giêsu, họ bỏ ăn bỏ làm để đi theo Chúa Giêsu và nghe lời Ngài. Còn chúng ta hôm nay, đối với Chúa Giêsu, đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta đậm hay lợt, lớn hay nhỏ, và trọn vẹn hay là hững hờ? Sứ điệp mà tôi muốn gửi gắm đến với quý ông bà anh chị em lúc này, đó là xin mọi người cùng soi rọi lại, cùng xem xét để chúng ta thấy thái độ của mình, lòng tin cậy, yêu mến của mình đối với Chúa Giêsu có như thế
chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là những người đang bước theo Chúa Giêsu trong hành trình đức tin của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, có một điều cũng cần nói với quý ông bà anh chị em khi chúng ta suy niệm bài tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay. Đó là trong cái lần xuất hiện tại hội đường Do Thái hôm nay đây, Chúa Giêsu đối diện với quỷ dữ, Thiên Chúa đối diện với quỷ dữ, Đấng Thánh đối diện với thần ô uế, sự thánh thiện thanh cao đối diện với ô hợp, và bóng tối đối diện với ánh sáng. Chúa Giêsu đã tiêu diệt thần ô uế để giải thoát con người. Thưa với anh chị em, chúng ta thấy là Chúa Giêsu và Thiên Chúa với đức tin và lòng xác tín của mình, Ngài vẫn hiện diện với chúng ta, Thiên Chúa vẫn đồng hành, vẫn sống, vẫn ở cùng chúng ta. Nhưng tại sao hôm nay quỷ dữ vẫn còn hoành hành? Ngày hôm nay tội ác vẫn còn hoành hành, sự xấu xa vẫn còn hoành hành. Phải chăng là hôm nay Chúa Giêsu bất lực? Phải chăng là hôm nay Chúa Giêsu không còn đủ quyền phép để tiêu diệt sự xấu, sự dữ? Thưa không, Đức Giêsu Kitô hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Thư Do Thái khẳng định, xác định như vậy với chúng ta. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao Chúa vẫn có đó, Ngài vẫn hiện diện mà sự dữ, sự xấu vẫn còn? Thưa, không phải Ngài bất lực, không phải Ngài buông xuôi và Ngài hết quyền phép, hay nói theo kiểu ngày hôm nay, không phải Chúa Giêsu bó tay, nhưng mà vì Ngài tôn trọng tự do của con người. Thưa với anh chị em, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã trao ban cho con người lý trí, ý chí và tự do. Lý trí để hiểu biết, ý chí để cố gắng vươn lên, và tự do để chúng ta chọn lựa. Và như vậy, vấn nạn chúng ta vừa nói với nhau, sự dữ, sự xấu còn đó, không phải là vì Thiên Chúa hết quyền uy, không phải là Chúa Giêsu bó tay trước tội ác, sự dữ của con người, nhưng Ngài đã tôn trọng tự do của con người, và con người có quyền lựa chọn tốt hay xấu, thánh hay tà, thiên thần hay là ác quỷ là do con người chúng ta. Thưa với quý ông bà anh chị em, trong các tranh ảnh chúng ta thấy người ta khi vẽ ma quỷ, người ta vẽ một con quỷ khiếp sợ, một con khỉ hãi hùng, làm cho chúng ta sợ, chúng ta kinh hãi. Và với những cái con quỷ như vậy thì làm sao mà có thể cám dỗ được mình, bởi vì khi thấy mình đã cao chạy bay xa rồi. Nhưng thưa anh chị em, con quỷ của ngày hôm nay đẹp lắm, con quỷ của ngày hôm nay mỹ miều lắm, và những cám dỗ của ngày hôm nay ngọt ngào lắm, và những cái dân bẫy, bẫy dân của ma quỷ ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Có như vậy, anh chị em cùng với tôi, chúng ta đấm ngực để thấy rằng là mình đã từng bị sập bẫy của ma quỷ. Nói tới đây, anh chị em có biết ma quỷ nó làm gì với mình không? Thưa anh chị em, không phải ma quỷ nó hại mình đâu, không phải ma quỷ nó ám mình, nó làm khổ, làm khó mình đâu. Cái mục tiêu cuối cùng của ma quỷ đối với con người là nó kéo chúng ta xa Thiên Chúa, là nó làm cho chúng ta rời bỏ Thiên Chúa. Và như vậy, anh chị em coi lại coi, và ngay cả bản thân tôi đây nữa, chúng ta mới thấy đó là biết bao lần trong cuộc đời của mình chúng ta đã sập bẫy ma quỷ, chúng ta đã xa trước cám dỗ của ma quỷ bởi những hờ hững, bởi những lạnh lùng, bởi những thiếu sót, bởi những thờ ơ, và thậm chí có đôi lần chúng ta đã xa lánh Thiên Chúa của mình. Chúng ta đã sập bẫy ma quỷ rồi. Và như vậy, thưa với quý ông bà anh chị em, sứ điệp thứ hai mà tôi muốn gửi đến với quý ông bà anh chị em
trong ngày Chúa Nhật hôm nay, đó là mong sao cho mọi người chúng ta cảnh giác, mong sao cho mọi người chúng ta luôn thức tỉnh trước cái sự cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ. Biết bao lần chúng ta lười biếng, biết cho bao lần chúng ta thờ ơ, biết bao lần chúng ta nguội lạnh, buông xuôi, và thậm chí chúng ta có thể bỏ phụng tự, bỏ nhà Chúa, rời xa với Thiên Chúa của mình. Anh chị em nè, chúng ta đây là con của Thiên Chúa. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Chúng ta đây cũng phải để cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời mình chứ. Tại sao mà chúng ta cứ sập bẫy ma quỷ hoài? Chúng ta đây là những Kitô hữu. Chúng ta phải để cho hình ảnh của Chúa Giêsu, chúng ta phải để cho bóng dáng của Chúa Giêsu ngự trị trong cuộc đời của mình chứ. Chúa Giêsu phải có một vị trí lớn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chứ làm sao mà để cho chúng ta cứ xa lìa, làm sao mà để cho chúng ta cứ thờ ơ với Thiên Chúa của mình. Quyền năng của Thiên Chúa vẫn còn đây, sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn hiển trị đây. Mong anh chị em phải sống xứng đáng là người con của Thiên Chúa, là người Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Thưa anh chị em, nhớ lại thư của Thánh Phaolô, anh chị em mới thấy là Thánh Phaolô đã từng nói mà, dù cao hay sâu, dù trời cao hay vực thẳm, dù thiên thần hay là ma vương quỷ lực, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Và có lẽ đây là cái quà tặng mà tôi xin được kính gửi đến với anh chị em trong ngày Chúa Nhật hôm nay, là lời của Thánh Phaolô, để tôi và anh chị em chúng ta cùng nhau xác tín lại như Thánh Phaolô, đó là không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ước gì được như vậy. Amen. Tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiện diện, để con đường sông giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn gọi, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã tái nghiên con, sai con ra đi giao truyền chân lý, chứng ta phúc âm sông giữa thế nhân, là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khăng khi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Con cảm tạ Chúa vì thương đến thân con mòn hèn, dù Chúa biết con đâu là gì, là cát bụi đưa Chúa thương gọi lên. Con nguyện từ đây xin khung hắn tri ân cảm tạ, bằng đời sống dẫn thân phục vụ, để đáp đền ơn Chúa ôi huyền siêu. Ôi tình yêu Chúa đã tái nghiên con,
sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khăng khi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Bao người thế đang khao khát trong mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp. Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi rao truyền chân lý. Chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khăng ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.